Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Anh lần đầu tiên tuần tra sát biên giới Nga, NATO tuyên bố không e sợ Moscow. Nga giành lại một nửa lãnh thổ vùng Kursk từ Ukraine, Kiev họp khẩn. Hezbollah tuyên bố bắn hạ một trong những UAV tốt nhất của Israel. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trang Forces News vừa qua đưa tin, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên hoàn thành quá trình tuần tra không phận dọc toàn bộ biên giới phía đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ điểm cực nam ở Hy Lạp đến điểm cực bắc ở Phần Lan. Theo trang tin quân sự. Chuyến bay được hoàn thành bởi máy bay giám sát và trinh sát điện tử RC-135W Rivet Joy với sự hỗ trợ của NATO và các đối tác quốc tế. Thành tựu của Vương quốc Anh là một khoảnh khắc quan trọng đối với sức mạnh không quân và cho thấy cam kết của các lực lượng vũ trang xứ sở sương mù đối với liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương. Không quân Hoàng gia Anh cho biết trong một tuyên bố, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện chuyến bay toàn diện qua biên giới phía đông của NATO, từ điểm cực nam ở Hy Lạp đến điểm cực bắc ở Phần Lan trong khi máy bay Rivet Joy của không quân Hoàng gia Anh thực hiện các chuyến bay thường lệ dọc theo biên giới của từng quốc gia NATO. Đây là chuyến bay hoàn chỉnh đầu tiên qua toàn bộ biên giới phía đông của Liên minh quân sự giáp với Nga. Chuyến bay được hoàn thành với sự hỗ trợ của các đối tác NATO bao gồm Mỹ, Thụy Điển và Phần Lan. Đây là một khoảnh khắc quan trọng. Tuyên bố của không quân Hoàng gia Anh cũng khẳng định cam kết của Vương quốc Anh đối với NATO là không thể lay chuyển. Về máy bay giám sát và trinh sát RC-135W Rivet Joy, Loại máy bay này có thể được sử dụng ở cấp chiến trường và quốc gia với khả năng thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tình báo ở mọi chiến trường gần như theo thời gian thực. Cùng với đó, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết trong chuyến thăm đầu tiên tới phái bộ Ukraine của Liên minh tại US Biden của Đức, NATO sẽ không lùi bước trước những mối đe dọa của Nga mà vẫn tiếp tục ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ. Ông Mark Rutte nói, thông điệp gửi đến Nga là chúng tôi sẽ tiếp tục, rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo Nga sẽ không đạt được mục đích của mình rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Tổng thư ký Liên minh phát biểu tại căn cứ Clay Barracks của Mỹ, nơi đặt trụ sở phái bộ mới của NATO mang tên Hỗ trợ An ninh và Đào tạo Ukraine, NSATU. Phái bộ này sẽ đảm nhận việc điều phối viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev. Việc thành lập phái bộ được coi là nỗ lực bảo vệ cơ chế viện trợ trước khả năng ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao thừa nhận rằng việc bàn giao quyền điều phối viện trợ quân sự cho NATO sẽ không thực sự mang lại tác dụng như mong đợi vì Mỹ là quốc gia dẫn đầu NATO và cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Đức, với tư cách là người đứng đầu NATO, ông Ruth đã có bài phát biểu cho các binh sĩ từ hơn một chục quốc gia đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng NSATU. Phái bộ dự kiến sẽ có tổng cộng 700 người, bao gồm cả lực lượng đồn trú tại trụ sở quân sự Shrep của NATO ở Bỉ, tại các trung tâm hậu cần ở Ba Lan và Romania. Căn cứ West Baden cũng là nơi đặt đơn vị phụ trách tên lửa tầm xa của Mỹ mà nước này dự kiến sẽ triển khai tạm thời đến Đức từ năm 2026 nhằm chống lại những gì mà hai nước mô tả là mối đe dọa do tên lửa của Nga đặt gần Kaliningrad, cách Berlin khoảng 500 km. Ông Rut, từng là thủ tướng Hà Lan từ năm 2010 đến năm 2024, cho biết NATO cần có đầy đủ các năng lực cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga. Một số chuyên gia nhận định mùa mưa khiến mặt đất ở vùng Kursk trở nên bùn lầy là một lợi thế cho quân Nga khi lực lượng này sử dụng nhiều phương tiện bánh xích hơn quân Ukraine. Dẫn lời một chỉ huy cấp cao người Chechnya thuộc Nga, báo Telegraph đưa tin Nga đã tái kiểm soát một nửa lãnh thổ ở vùng Kursk mất vào tay Ukraine. Theo đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, một chỉ huy của quân đội Nga, khẳng định có khoảng 50.000 binh sĩ Nga đẩy lùi quân đội Ukraine ở vùng Kursk. Telegraph dẫn lời ông Alaudinov, khoảng một nửa lãnh thổ bị kẻ thù chiếm đóng đã được tái kiểm soát. Từ hôm 12 tháng 10, nhiều blogger quân sự đưa tin lực lượng Moscow tấn công vào phòng tuyến của Ukraine ở Kursk. Cũng theo Telegraph, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình hình ở Kursk ổn, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết họ thấy có bằng chứng trực quan rằng Nga đã tái kiểm soát 46% lãnh thổ ở Kursk. Một số chuyên gia nhận định mùa mưa khiến mặt đất ở Kursk trở nên bùn lầy và đó là một lợi thế cho quân Nga. Trong khi đó, về phía quân đội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã triệu tập cuộc họp của Bộ Tư lệnh Tối cao nhằm mục đích chuẩn bị toàn diện cho mùa sưởi ấm trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào cơ sở hạ à tầng năng lượng. Ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, một cuộc họp của ban năng lượng tập trung vào các nỗ lực chuẩn bị cho mùa đông toàn diện. Các báo cáo được cung cấp bởi tất cả các bên liên quan đến quá trình này, Naftogaz, Ukrainego, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ, Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ, Không quân và Cơ quan Quản lý Quân sự Khu vực. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều đáng chú ý tại cuộc họp lần này là tất cả các cấp độ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng đều được đề cập, bao gồm kỹ thuật, tác chiến điện tử và phòng không. Theo ông, máy bay Ukraine sẽ tích cực tham gia phòng thủ. Ukraine cũng quyết tâm tăng cường phòng không ở khu vực biên giới và tiền tuyến. Tại cuộc họp, Bộ Nội vụ Ukraine cũng trình bày một kế hoạch hành động để ứng phó với cuộc ném bom của Nga và nhanh chóng khôi phục thiệt hại. Người đứng đầu nhà nước tuyên bố rằng công việc vẫn đang được tiến hành để thiết lập một mạng lưới phân phối các đơn vị đồng phát điện mới đây hệ thống vũ khí laser counter uas do mỹ chế tạo đã bị phá hủy trên chiến trường quốc trong một cuộc tấn công của nga theo báo chí nga hệ thống vũ khí laser counter uas được thiết kế chuyên để chống máy bay không người lái đã bị phá hủy sau đòn tấn công của một chiếc fpv có cấu tạo khá đơn giản như vậy cuộc gặp gỡ của hai hệ thống vũ khí từ các thời đại công nghệ khác nhau đã kết thúc với sự thất bại của phiên bản tiên tiến hơn Cần lưu ý tổ hợp Counter UAS vẫn chưa được quân đội Mỹ và các nước NATO khác chấp nhận trang bị và đang trong quá trình thử nghiệm. Hệ thống chống máy bay không người lái mới được thiết kế để phá hủy các UAV thuộc nhóm 1, 3 bằng cách sử dụng một số công nghệ phá hủy động học và không động học. Ngoài tila laser, hệ thống này còn được trang bị pháo XN914 30mm của Northrop Grumman lắp trên mô đun R400 điều khiển từ xa. Tên lửa dẫn đường 70mm APK-VKS-2 do BAE Systems sản xuất, lắp trên bệ phóng Arnold Defense được sử dụng để tấn công tầm xa hơn. Trên xe chiến đấu có radar RPS-92 NMHR của công ty DRS để phát hiện mục tiêu và hệ thống trinh sát điện tử Blue Halo Titan CUAS cùng với Titan SV để phát hiện máy bay không người lái khi lắp đặt mô đun chiến đấu trên xe bọc thép chở quân Striker. Striker là dòng xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 do General Dynamics Land System sản xuất từ năm 2002. Nó cũng được trang bị khí tài do các công ty Blue Halo, EOS Defense System USA, Northrop Grumman, Leonardo, BAE Systems, Arnold Defense, Ampex và Digital System Engineering sản xuất. Chiếc thiết giáp Striker bị phá hủy ở vùng được trang bị nhiều phương tiện phát hiện và tiêu diệt UAV, ví dụ như hệ thống phát tia laser Blue Halo Locust có công suất 26 kW một bệ phóng tên lửa sử dụng đạn APK hai 2 70mm dẫn đường bằng laser. Mặc dù có rất nhiều lợi thế, nhưng hàng loạt vấn đề về công nghệ, đặc biệt là vật liệu và nguồn năng lượng chuyển đổi, đã khiến quá trình phát triển việc thu nhỏ và triển khai vũ khí laser chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Giới chuyên gia quân sự vẫn hoài nghi về dòng vũ khí năng lượng cao này và chúng chưa thể đáp ứng khả năng thay thế vũ khí truyền thống trong ngắn hạn. Giới chuyên gia quân sự quốc tế có chung nhận định vũ khí laser là tương lai, nhưng với nền tảng công nghệ hiện tại, Việc áp dụng chúng trong thực chiến vẫn cần một chặng đường dài. Các chương trình phát triển vũ khí laser của Mỹ rất tiềm năng. Tuy nhiên để dòng vũ khí laser này xuất hiện như một loại vũ khí thực sự, lầu năm góc sẽ phải tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và nhiều năm nữa. Mới đây, bộ trưởng ngoại giao Peter Szijjarto cảnh báo Hungary có thể ngăn chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga nếu các chính sách của khối gây nguy hiểm cho năng lượng của quốc gia. Ông khẳng định Budapest sẽ chỉ đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu họ vẫn giữ nguyên các miễn trừ hiện tại đối với năng lượng Nga. EU đã cấm vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển vào tháng 12 năm 2022 như một phần của chiến dịch trừng phạt quy mô lớn đối với Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã yêu cầu được miễn trừ biện pháp này do họ quá phụ thuộc vào Nga nên thiếu nguồn cung thay thế. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Shrizato cho biết các lệnh trừng phạt thường được xem xét lại sau chu kỳ 6 tháng và chừng nào các lệnh trừng phạt còn hiệu lực, các miễn trừ này phải được duy trì vì nếu không, chúng tôi sẽ phủ quyết chúng. Ông nhấn mạnh rằng đối với Hungary, vấn đề nguồn cung năng lượng từ Nga không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề an ninh năng lượng. Ngoại trưởng Srijato nhắc lại rằng ngoài việc nhắm mục tiêu vào dầu mỏ của Nga bằng các biện pháp trừng phạt, Brussels cũng đã đặt mục tiêu từ bỏ khí đốt của Nga vào năm 2028 như một phần của kế hoạch Repower EU Ông cho rằng kế hoạch này là một quyết định hoàn toàn phi lý và có động cơ chính trị. Ông nói, cách tiếp cận này không thực tế, không tính đến khả năng cạnh tranh kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh. Đây hoàn toàn là một cam kết chính trị và việc đưa ra các cam kết chính trị trong lĩnh vực năng lượng đơn giản là không có ý nghĩa. Nhấn mạnh cách tiếp cận của EU về vấn đề này không khả thi với Hungary. Liên quan đến nỗ lực của EU trong việc tìm nguồn cung thay thế tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, quan chức này cho rằng điều này là không hợp lý. Ông Szijjarto lập luận bạn thay thế một nguồn năng lượng nếu cảm thấy không hài lòng với mối quan hệ hợp tác hoặc nếu tìm thấy lời đề nghị tốt hơn. Vậy tại sao chúng ta lại thay đổi một nguồn năng lượng hiện có dựa trên sự hợp tác tin cậy thành một nguồn khác không chắc chắn và đắt đỏ hơn? Hoạt động nhập khẩu dầu của Hungary từ Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào đầu năm nay sau khi Kiev dừng quá cảnh dầu thô do công ty năng lượng hàng đầu Lukoil của Nga cung cấp qua đường ống Druzhba nhằm trừng phạt công ty này. Budapest chỉ trích động thái này và đã kháng cáo lên Ủy ban châu Âu nhưng đã bị từ chối với lý do động thái của Kiev không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khối. Hiện khoảng 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary đến từ Nga, trong đó Lukoil chiếm gần một nửa con số đó. Tuy nhiên, Hungary cũng nhận dầu từ các công ty Nga khác, chẳng hạn như Rosneft và Tatneft, những công ty không bị trừng phạt và tiếp tục cung cấp qua đường ống Drusba. Mới đây, tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo và công ty sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall công bố thành lập liên doanh mới. Liên doanh mới mang tên Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, viết tắt là LRMV, có nhiệm vụ phát triển xe tăng cho quân đội Italy và các phương tiện quân sự khác. Giám đốc điều hành tập đoàn Leonardo, ông Roberto Cincolani cho biết hợp đồng sắp tới có giá trị khoảng 23 tỷ euro, tương đương khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Mỗi công ty sẽ nắm giữ 50% cổ phần của LRMV có trụ sở tại Italy và sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm sau. Mục tiêu đầu tiên của liên doanh là phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT mới của Italy dựa trên mẫu Panther KF51 của Rand Metal. Theo ông Cincolani, đây là bước tiến đáng kể hướng tới việc tạo ra một hệ thống phòng thủ châu Âu dựa trên các nền tảng chung chuyên biệt. Rand Metal là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5 năm 2023, Metal thành lập liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ukroboronprom để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở quốc gia Đông Âu. Hồi đầu năm nay, tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rain Metal thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty của Ukraine về việc sản xuất đạn pháo tại quốc gia Đông Âu. Thỏa thuận được ký bên lề Hội nghị An ninh Munich 2024 đã diễn ra tại bang Bayern giữa Bộ trưởng Công nghiệp Ukraine Alexander Kamyshin và Giám đốc điều hành Rain Metal, ông Armin Papager. Liên doanh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường đáng kể nguồn lực quốc phòng cho Ukraine cũng như tăng cường an ninh cho châu Âu. Theo một số nguồn tin, Đức đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại khu phức hợp công nghiệp của Rheinmetall ở thị trấn Unterluss, bang Niedersachsen. Nhà máy này đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn NATO, có thể sử dụng trong nhiều hệ thống pháo binh với sản lượng cao nhất là 200.000 đơn vị một năm. Vào tháng 7, đài CNN của Mỹ loan tin Nga đã lên kế hoạch ám sát ông Amin Papager. Giữa lời năm quan chức Mỹ và phương Tây giấu tên, CNN cho biết âm mưu này được phát hiện vào đầu năm nay. Ông Papager đã gắn bó với Rheinmetall trong 34 năm, trong đó có hơn 11 năm làm CEO của tập đoàn đang sản xuất đạn pháo và phương tiện quân sự cho Ukraine. Cũng theo CNN, Mỹ được cho là đã thông báo với Đức để các cơ quan an ninh của nước này có thể bảo vệ ông Papager. Theo CNN, việc nhắm vào CEO Rand chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết tập đoàn Leonardo của Ý không có kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh cho các CEO của mình. Tuần trước tập đoàn này vừa thành lập liên doanh với Rand để sản xuất xe tăng. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban thông báo vừa hạ một máy bay không người lái UAV Hermes 450 của Israel song không nêu địa điểm. Lực lượng này sau đó tuyên bố bắn rơi chiếc Hermes 450 thứ hai vào tối cùng ngày, thêm rằng phi cơ đã bốc cháy trên không phận Israel. Hezbollah không cung cấp video, hình ảnh về các sự việc. Lực lượng này từng nhiều lần công bố bằng chứng bắn hạ UAV Hermes 450 của Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Liban cũng tuyên bố tập kích loạt mục tiêu trên lãnh thổ Israel trong ngày 15 tháng 10, gồm căn cứ quân sự Naftali gần thành phố Safat cùng các trận địa pháo binh tại khu vực Dishon và Zaura. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin do Hezbollah đưa ra. Hermes 450 là máy bay không người lái có vũ trang đầu tiên do công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel sản xuất cho IDF. Với hơn 20 năm hoạt động trong IAF, nó đã được sử dụng nhiều ở Gaza cũng như ở Liban trong chiến tranh Liban lần thứ hai năm 2006. Hermes 450 có thể bay ở độ cao tối đa khoảng 5,5 km với phạm vi hoạt động 300 km trong tối đa 18 giờ hoặc 30 giờ với thùng nhiên liệu bổ sung tùy chọn. Nền tảng kích thước trung bình, đa trọng tải có thể hoạt động với hai trọng tải cùng một lúc. Nó cũng có khả năng điều khiển bằng tay và hoàn toàn tự động. Ngoài Hermes 450, lực lượng Hezbollah cũng nhiều lần bắn rơi phiên bản nâng cấp là Hermes 900. Đây là máy bay không người lái đa năng thế hệ tiếp theo của Elbit Systems với tầm bay cao hơn 9 km và hoạt động liên tục trong 36 giờ. Hermes 900 có sải cánh 15 m, dài 8,3 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 1.100 kg và tải trọng tối đa là 300 kg. Loại máy bay này có sức mạnh và phạm vi hoạt động gấp đôi Hermes 450. Nó có thể thu thập thông tin tình báo và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, giám sát liên tục, chỉ định mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Xung đột Israel-Helbola gần đây gia tăng nghiêm trọng sau khi tel aviv không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang trong đó có thủ lĩnh tối cao hassan nasrallah đồng thời mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam liban hezbollah đáp trả bằng cách liên tục phóng rocket tên lửa vào miền bắc israel và giao tranh với bộ binh đối phương ở khu vực biên giới